Ngày 16 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Sơn La đã phối hợp với VNBTT Sơn La tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh theo hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin. Tại hội nghị, các học viên được triển khai hướng dẫn các quy định về thủ tục hành chính, quy định về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn nghiệp vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh hướng dẫn sử dụng kết quả kết nối tích hợp chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc hướng dẫn thanh toán trực tuyến phí lệ phí trên nền tảng thanh toán trực tuyến của cổng dịch vụ công quốc gia ngoài ra các học viên còn được hướng dẫn thực hành trực tiếp trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh qua tập huấn nhằm bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức làm nhiệm vụ tham mưu đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cải cách hành chính kiểm soát thủ tục hành chính của đơn vị địa phương góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các đơn vị